Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh hai vợ chồng mình. Cả nhà ơi, hôm bữa trước thì hai vợ chồng mình đã giới thiệu video đó là làm bánh trung thu nhân thập cẩm rồi nha. Hôm nay hai vợ chồng mình lại tiếp tục làm bánh trung thu nữa, nhưng mà sẽ làm bánh trung thu nhân gì anh? Bánh trung thu dẻo nha cả nhà, nhân trứng vịt muối. Nhân đậu xanh trứng vịt muối nha cả nhà. Cái bánh trung thu dẻo này là cũng rất là nhiều bạn trẻ mê luôn. Nhưng cũng thấy mình xem hướng dẫn cũng thấy dễ dễ đó cả nhà, không biết là nó có dễ thiệt hay không. Mình cũng là một trong số fan hâm mộ của cái món bánh trung thu dẻo này nha, nhưng mà chỉ là hồi nhỏ thôi nha. Còn bây giờ thì mình ít ăn cái đó lắm, bây giờ mình đã đổi qua mình thích tập cẩm rồi. Nhưng mà mình vẫn muốn làm cái bánh trung thu dẻo này thử xem coi là như thế nào và mình làm có thành công hay không nha. Tại vì cái bánh trung thu hợp cẩm làm quá là thành công rồi. Thôi mời cả nhà cùng vào bếp với hai vợ chồng mình để chế làm cái món bánh trung thu dẻo nha. Tí ơi, ở đây thì mình có chuẩn bị là 300g đậu xanh mình đã ngâm và vo sạch rồi nè. Một trái dừa mình đã nạo và vắt lấy nước cốt rồi. Bên đây thì mình có là 1kg nước đường. Nước đường này mình đã hắn và để cho nguội luôn rồi. Cái bọc này là mình có nửa ký bột nếp nha. Bột nếp này là bột nếp chín mình mua người ta làm sẵn dùng để làm bánh trung thu nè. Giờ đầu tiên thì mình sẽ đi làm phần nhân, mình sẽ đi nấu cái số đậu xanh này. Rồi mình sẽ cho hết 300g đậu xanh này vô một cái chảo. Mình cho vô đây một ít muối. Rồi mình cho hết nước cốt vô luôn. Mình tráng đậu xanh này cho nó sạch luôn. Mình thêm vô đây là một chén rưỡi nước. Nước mình đựng trong cái tô nãy mình nó có nước cốt dừa nè, cho nên nó hơi đục. Rồi giờ mình sẽ đem số đậu xanh này mình đi nấu. Số đậu xanh của mình nấu nãy giờ nó cũng nhừ rồi nè cả nhà ơi. Giờ mình sẽ để đây cho nó nguội rồi mình sẽ đem đi xay cho nhuyễn hoặc là nhuyễn luôn. Đậu xanh xay nhuyễn rồi mình sẽ cho ra một cái chảo không dính để mình sên. Sên cho đậu xanh nó đặc lại. Đậu xanh này của mình nó béo dữ lắm nè. 300g đậu xanh mà mình làm một trái dừa to luôn. Giờ cái màu đậu xanh của mình nó hết màu vàng rồi, nó thành màu trắng luôn rồi. Nhưng đã xay nhuyễn rồi nè, bây giờ mình sẽ sên cho đến khi mà nó cái đậu xanh của mình nó kẹo lại nha. Nhưng mình sên nãy giờ cũng được một lúc rồi nè cả nhà, dính tùm lum cái chảo luôn rồi. Giờ mình sẽ cho vô đây 200g đường. Mình sử dụng đường cát trắng. Rồi mình sẽ trộn tiếp cho đường nó tan ra. Rồi đường mình nó tan ra là nó lỏng thêm nữa rồi nè. Mình tiếp tục mình sên nha. Nhưng anh Khoa anh phụ sên với mình nãy giờ cũng gần được rồi nè. Mình không có bỏ thêm dầu hay dầu dừa gì hết nha, vì mình sử dụng một trái dừa. Cái dường như nó cũng có ra cái chất dầu luôn nè, vòng vòng cái chảo cái nhà thấy cũng có dầu rồi nè, cho nên là mình không bỏ thêm nữa. Giờ mình sẽ cho vô đây một ít bột năng, mình cho nó có chất dính, cho nó có chất dẻo chứ. Bỏ ít thôi, cho vô đây 2 giá. Rồi, đụng đều lên. Trộn mình nhồi lại cho nó dẻo lại. Nhưng của mình giờ nó nặng tay rồi nè cả nhà. Mình sẽ sơn đến khi nào mà cái nhân của mình trộn lên như vậy nè, nó không có còn chảy ra như vậy nữa là được. Cái này nó còn hơi mềm nên là mình sẽ tiếp tục mình sơn. Bột nhân của mình nãy giờ cũng đã được rồi nè. Nó tróc lúi luôn, đã ghê chưa. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Mình để đến khi nào nhân mình nó còn hơi ấm ấm thì mình sẽ nặn. Đậu xanh của mình cũng đã nguội rồi nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chia ra. Mình cân. Mình làm cái bánh 200g nha cả nhà. Bánh này thì mình làm là 100g nhân và 100g giỏ luôn. Mình làm cho nó đều nhau luôn. Người ta làm nữa. Cái này cái giỏ ít hơn cái nhân, nhưng mà mình thì mình muốn là làm hai cái bằng nhau. Rồi giờ mình sẽ cân. Đây mình sẽ bỏ
chung vô cái trứng luôn. Cái trứng mình cũng sẽ cân luôn, 100g thôi, đúng 100g. Rồi mình sẽ nặng cái nhân này vô ở giữa cái trứng này vô ở giữa cục nhân luôn. Nắng ra, bỏ cái trứng vô trong. Cái trứng này là trứng chín rồi nha cả nhà. Trứng này mình đã luộc chín rồi nè. Làm vì mình làm bánh này không có nướng, không có gì hết, cho nên là mình làm toàn bộ nhân là chín hết. Này, cái nhân đầu tiên của mình cũng đã xong rồi nè. Rất là dễ làm luôn. Rồi mình sẽ để qua đây. Rồi bước mình cũng sẽ làm tiếp theo, mình làm y như vậy. Mình cũng ngắt một cục nhân dừa và một cái trứng bỏ lên mình cân. Cái trứng với cái nhân là mình sẽ cân chung luôn nha. Mình xây xích một xíu cũng không sao. Rồi giờ mình cũng sẽ nặng cái trứng vô. Cái nhân của mình nó rất là dẻo, rất là thơm luôn, thơm cái mùi dầu dừa tự nhiên luôn. Ấm lại vô chiến giữa. Rồi mình do toàn mình ép cho nhân mình nó dẻ lại với nhau. Rồi viên nhân thứ hai của mình cũng đã xong rồi, mình cũng để qua đây luôn. Rồi tiếp tục thì mình cũng sẽ làm đến hết số nhân này luôn nha. Số nhân của mình cuối cùng thì mình cũng đã làm xong rồi nè cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ đi làm tiếp tới phần bột. Giờ thì mình sẽ cho vô tô này là 200g nước đường. Mình cân cho đủ đúng 200g nha. Rồi mình cho vô đây là 100g bột. Mình quên mình tắt cái cân mình bấm lại rồi, giờ nó lại từ đầu rồi. Mình cân đúng 100g nha. Mình đổ từ từ thôi. Rồi 110 luôn rồi. Mình lấy ra bớt cả nhà ơi. Rồi mình sẽ khuấy đều lên. Mình quậy cho nước đường với bột nó đều với nhau. Rồi bắt đầu mình mới nhồi. Bột của mình khuấy nãy giờ nó cũng dẻo lại cũng được rồi nè. Bây giờ mình sẽ gãi ra, mình ở đây mình có chuẩn bị sẵn một cái miếng để mà mình cán bột nè cả nhà. Mình gắt xuống đây một ít bột khô. Tha cho nó đều ra. Cũng đừng quá nhiều nha. Cái này mình bỏ hơi bị nhiều rồi nè. Mình hốt vô bớt. Rồi mình phả ra cho cái bột mình không dính. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ hết cái bột này ra luôn. Nãy mình bỏ mới vô, bỏ vô mình thấy nó lỏng, mình sợ nó nhão. Bây giờ mình quậy một hồi cái bột nó được nha. Rồi mình bỏ xuống đây. Mình sẽ không nhồi nữa. Mình không có cái đồ để mình cái giá silicon á, cho nên mà mình lấy cái sạn của mẹ mình luôn. Mình quết bánh luôn. Mình thấy người ta chỉ là kéo bánh như vậy nè. Cho một hồi bột nó mịn lại. Mình tức quá mình nhồi luôn. Mình tức quá mình nhồi luôn anh ơi. Nhồi cho nó dễ hơn. Bao tay lại mình nhồi luôn cho nó dễ. Nó bị dính rồi. Mình phải gắt thêm một miếng bột thôi. Phả cho nó đều ra. Mình nhồi. Nhồi thêm một xíu nữa thôi nha. Cái bột của mình nó cũng đã mịn rồi cho nên là mình không nhồi nhiều nữa. Đây. Cái bột bánh của mình nó mịn lại rồi nè. Đây cục bột đầu tiên của mình cũng đã nặng xong rồi nè. Giờ mình sẽ đem đi cân. Mình cân đủ 100g để mình lấy mình nặng cái bánh thôi. Sẽ chia làm đôi.
Rồi mình cân nha. Rồi mình cân 100g. Cái này dư rồi. Trời ơi nó dính cả nhà ơi. Cái bánh này để tới đâu dính tới đó. Rất là nặng luôn. Rồi được rồi. Rồi cục còn lại mình cũng sẽ bứt đủ 100g mình cân. Lại một xíu. Rồi đủ rồi nha. Mình chia ra được hai cục, còn cục nhỏ này không đủ 100g cho nên là mình để qua một bên, một hồi mình làm sao, mình làm thêm. Rồi mình sẽ vo cho cái bánh của mình nó tròn lại, mình nhồi cho nó tròn lại. Rồi mình cũng cán ra nha, mình cán như bột bánh kia thôi. Rồi cái cây cán mình cũng sẽ ha bột luôn. Rồi mình cán nha. Bột này đúng là bột dẻo luôn cả nhà ơi. Này người ta làm từ bột nếp chín nè. Này là bột nếp chín, ta làm từ nếp. Cán cho nó mỏng ra. Để mình ốp viên nhân vô. Mình cán mình ốp bánh cũng như cái bánh kia thôi. Đây, cái miếng bánh đầu tiên của mình đã cán xong rồi nè. Rồi mình sẽ lấy một viên nhân. Rồi để vô đây, mình cũng ốp như bánh kia. Cho cái bánh của mình nó bóng. Rồi phần ở dưới này mình ướm từ từ vô nha. Bột này nó rất là mềm luôn. Cái bánh bột dẻo đầu tiên đã ra lò, bây giờ mình sẽ để vô khuôn mình tạo hình nha. Khuôn này á, mình không có bỏ dầu như khuôn kia mà mình sẽ bỏ bột khô vô. Mình gắt cho nó đều, nó vòng cái khuôn luôn. Mình lắc lên cho nó đều cái khuôn hết. Rồi mình sẽ tán bột cho nó đều cái khuôn xong rồi mình vũ bột ra. Mình vũ xuống cái miếng này luôn. Đây, cái khuôn của mình nó còn có dính rất là nhiều bột nha. Vũ xuống bớt. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái bánh vô để mình tạo hình. Đây cái phần ở trên mặt hồi nãy mình ốp cho nó bóng nè, mình bỏ xuống. Cái phần đít thì mình sẽ ém cho nó dưới đít luôn. Mình lấy tay mình ém đều ra nha. Cái này mình sử dụng mình làm bánh 200g cho nên là nó không có đầy cái khuôn như bánh kia. Bánh kia lúc đầu mình cũng tính làm 200g mà cuối cùng thì mình làm là tới gần 250 luôn. Đây, cái bánh đầu tiên của mình. Giờ mình sẽ ép ra. Mình tha dưới đít này một miếng bột khô nữa. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra. Mình sẽ ép ra cái mâm. Mình có lót sẵn cái miếng này. Cái miếng này là hôm bữa mình để mình nướng bánh nướng nè. Mà xong rồi giờ mình lấy mình để bánh dẻo luôn. Cho nó không bị dính đít. Mình giữ cái khuôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra. Không biết thành phẩm sao đây. Wow, đẹp quá cả nhà ơi. Cái này mình thấy người ta tạo hình nữa. Mình quay lại cho cả nhà xem. Mình thấy người ta tạo hình nữa. Ý tạo màu nữa. Nhưng mà mình không thể làm tạo màu giống người ta được. Cái bánh đầu tiên của mình cũng đã thành công. Mình sẽ làm tiếp cái bánh thứ hai. Mình sẽ nặng ra. Mình cũng gắp ở dưới đây một miếng bột. Rồi mình bắt đầu mình mới cán ra. Cái cây này mình cũng sẽ ha bột nữa. Bột này là bột chín rồi nha. Mình ăn không sao cả. Người ta tạo ra, người ta làm ra để mình ăn sống mà. Rồi bột cán xong rồi mình sẽ lấy một viên nhân. Rồi mình cũng sẽ làm tương tự như cái bánh lúc nãy. Mình sẽ ốp xuống cho cái bánh của mình nó mịn. Để hồi tạm mình tạo cái hình ở trên này á, cho nó mịn, cho nó đẹp. Mình đừng để cho nó có bị cái khí nha. Cái bánh này dễ làm hơn bánh kia cả nhà ơi. Nó đỡ được con khâu là khỏi phải nướng.
Bánh thứ hai của mình cũng đã nặn xong rồi nè. Cái khuôn thì mình cũng sẽ bỏ bột vô giống như cái khuôn thứ nhất, giống như cái bánh thứ nhất. Bò của cha mình nó lao quá, chiều nó bị đói rồi nó lao quá. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô để mình ép. Xong rồi mình cũng để xuống đây để mình ép. Mình giữ cái khuôn mình nhận cho nó mạnh, thiệt là mạnh, để cho cái bánh của mình nó dẻ lại. Rồi mình sẽ dở lên. Wow, cái bánh này lấy ra rất là dễ luôn cả nhà ơi. Rồi bây giờ cứ tiếp tục như thế mà mình sẽ làm hết số bánh còn lại. Bây giờ mình sẽ pha bột theo công thức đó, cũng là 200g đường, 100g bột. Tên, hai vợ chồng mình làm được 8 cái bánh trung thu dẻo cả nhà ơi. Rồi, những cái ở trên đó mình ép đó, nó không có được đẹp cho lắm nè. Những cái sau đó, anh Khoa anh hỗ trợ mình ép ra đẹp cho. Đó, mình làm ở đây mình làm một cái khuôn bông luôn nha. Mình không có đổi nhiều khuôn. Rồi, bây giờ anh Khoa anh sẽ chẻ nha cả nhà. Anh xẻ cái nào đây? Đây, anh cắt cái này đi. Ok, cái này nó hơi trắng cả nhà ơi, nó hơi trá, cả nhà không biết nhìn thấy không nữa. Đây. Được không nha? Cái bánh này vui quá. Trung thu dẻo. Đúng dẻo luôn nè. Không, mình thấy mình làm bánh kia rồi cho nên mình làm bánh này nữa xem sao. Hồi nhỏ mình thấy mà mua được cái bánh trung thu dẻo rất là mừng luôn. Khui. Wow. Wow, đã chưa? Cái trứng muối kìa. Đẹp quá đi. Đẹp ha, nhưng đẹp. Mà không biết ăn thế nào đây. Cuối cùng thì hai vợ chồng mình cũng xong, hoàn thành cái món bánh này. Món bánh này thì làm khá là nhanh hơn là món bánh trung thu hạt cẩm nha. Tại vì cái bánh này mình làm ít hơn cái trung thu hạt cẩm. Mình không có nướng, mình chỉ nhồi bột xong cái mình ép thôi. Mới đầu anh nghĩ cũng sao ta, cũng phải xào bột với chín hay gì đó. Anh cứ nghĩ là vậy, cuối cùng là bột nó để vậy là sợ là ăn luôn. Lúc đầu mình cũng nghĩ vậy á, nhưng mà cuối cùng thì mình nghiên cứu lại đó là mình mua bột này là bột nếp người ta đã làm chín sẵn rồi, mình chỉ cần về mình trộn với nước đường và mình ép thành cái bánh là mình có thể ăn được nha. Rất là đơn giản. Khoan, anh đã cắt ra rồi nè, cắt ra làm đôi nữa đi anh. Thôi, đúng rồi đó, ăn từ từ để xem sao. Mà nhỏ mà mình mua được bánh trung thu dẻo là nói chung là đó, mà mua được bánh á rất là mừng. Cha mẹ mà mua bánh cho mừng lắm. Hồi đó anh có cái bánh trung thu là anh cầm hoài luôn. Thôi, chẻ cái đó đi. Sao ăn chung đi. Ăn chung đi. Anh có cái bánh trung thu là anh cầm hoài luôn á em. Anh ăn uổng. Bữa trước uống nước trà trớt quá, bữa nay uống bò cụng luôn cho trớt luôn. Cho nó đi luôn. Ôi. Thơm dữ vậy. Cái bột nếp phải không? Miếng nó thơm. Thơm. Nó thơm vừa. Vô mày cả nhà. Cái mùi gì ta? Cái mùi mùi béo. Là cái mùi gì? Nếu có vừa hả? Mùi béo là mùi gì trời? Kiểu như nó rất là béo. Cái mùi béo đó giờ mình mới biết mùi béo để mình mời ăn thử. Nhà nha. Để mình ăn thử coi cái mùi béo là cái mùi sao. Bánh này sao cái trứng muối nó bé thế nhỉ? Nó bị nghiêng à. Mùi phải mùi béo không? Đậu xanh. Mùi nước cốt dừa á anh thì ơi. Đó, nó mùi nước cốt dừa có mùi béo. Mùi béo. Cái bột nó rất là thơm. Thơm cái mùi béo. Thơm mùi béo. Mời cả nhà nha. Đây mời cả nhà. Hơi dính găng. Cái thứ nhất. Hơi ngọt. Cái đậu xanh của mình để 200g đường nó hơi ngọt nhiều. Cái vỏ cũng ngọt. Nói chung bánh này là bánh ngọt á. Bánh này là bánh ngọt mà. Cái vỏ dẻo lắm mong á. Cắn vô cái trứng thì nó béo. Vậy là mùi béo của trứng. Béo không vừa. Cái trứng nó cắn vô cái trứng nữa cái làm gì nó sao. Nói chung là cái trứng muối nó rất là béo ở nhà, cái trồng đỏ trứng mà. Mặn mặn, ngọt ngọt. Cái này đố cả nhà ăn mà không uống nước luôn á. Vậy em đố anh á. Em đố anh ăn hết một cái mà anh không uống nước. Ghê luôn á. Cái nào cũng cần nước á. Tính
trời lại tiếp tục chuyển mưa cho nên có hơi gió đôi lúc. Gió hơi ồn nha cả nhà thông cảm nha. Đôi lúc có nhiều tiếng ồn quá cả nhà thông cảm giúp hai vợ chồng mình nha cả nhà. Giống mình đang ăn viên chè trôi nước quá. Giống giống cái kia có nước đường, cái này là anh đã ngấm vô hết rồi. Cái nhân này mình xào hơi bị khô quá nè, hơi thất bại nè. Không, không thấy cái nhân được mà. Nhân gì vừa hả? Em thì em nghĩ nó phải ướt ra thêm một xíu nữa. Ai mà không nghĩ cái bánh này nó lại dẻo nó mềm vậy á. Cái vỏ nó. Nó là miếng chè. Cho dẻo luôn. Rất dẻo cả nhà. Cái vỏ nếu như mà em nghĩ làm nó lạc lạc bớt á. Mình ăn nó sẽ em làm nhé. Theo công thức của người ta anh đâu có biết đâu. Chắc là do mình thắng nước đường quá ngọt á. Tại vì cái nước đường này mình chỉ mua bộ thôi, cái nước đường về nhà tự mình làm. Nhưng mà cũng được. Cũng được thôi. Nếu như những ai hảo cái bánh này thì sẽ thấy ngon. Ngon mà. Ăn vẫn thấy ngon, rất là béo. Béo thì có béo rồi đó. Béo đủ thứ hết luôn. Mình chỉ hảo năm xưa thôi, năm nay mình hết hảo rồi. Hồi đó hả? Một cái bánh trung thu vậy là cũng 20 ngàn đó. Có thêm trứng muối vô nữa thì em không biết nha. Bây giờ mình chia nữa nghe. Em từ từ để cắt một lần ăn. Ăn hết. Nói chung là ngày đó mình thấy thèm, bây giờ mình thấy cũng giống như là đang ao ước trở lại ngày xưa vậy đó. Nhưng mà giờ lớn rồi ăn cảm thấy nó không có được ngon như ngày xưa nữa. Biết sao giờ khi mình chết mỏi cắt nát tan hết rồi em. Đầy đủ á. Ừ. Cắt nát tan rồi xong luôn. Anh không biết cắt. Ok chứ ăn ơi, lụm ăn ơi. Lụm nó luôn ơi, lụm nguyên cái luôn nè. Cho em lụm á. Thôi. Cắt chi cho nát tan hết đi không? Mình sẽ lụm những miếng trứng muối mình ăn. Rồi đó em nhớ không, đi tới Tết Trung Thu này nè, là ao ước để tối chiều vậy đó là cha đưa đi chơi, đưa từ nhà ra anh ra chỗ mà để đi chơi Trung Thu á, là đi một đoạn xong ở cây số cho phải chị nghe cho đưa đi. Xong rồi ông anh ta cho được cái bánh như này, bánh Trung Thu nha, bánh Trung Thu mà thập cẩm chứ không phải Trung Thu này. Mừng lắm. Đi về ăn hết trơn. Không cho ai hết. Bây giờ cũng vậy. Ăn hết luôn. Không cho đâu. Giờ kể mình mới biết luôn á, nghĩ sao. Hồi nhỏ anh ở nhà ảnh, mình ở nhà mình chưa ai biết ai mà anh hỏi em. Hồi đó em nhớ không em? Quê. Nghĩ sao anh hỏi em nhớ không? Tự nhiên mình hỏi nhớ cái vụ gì mình cũng lộn. Mình cũng mắc cười nữa. Tự nhiên hỏi em nhớ không em? Lộn với cô hàng xóm à. Ê, hồi đó đi với ai? Chá này nghe, chá với em nghe. Em nhớ không em nghe? Ai? Em đâu. Phải về em điều tra cái xóm nó mới được. Ai cỡ anh? Đúng là dẻo luôn á, đúng chất là bánh trung thu dẻo luôn cả nhà. Cái vỏ siêu siêu dẻo luôn á. Anh Khoan có cái tật anh ăn ngon cái anh cà tách y như là con gì ta? Con gì? Hàng làng hả? Không phải hàng làng, con gì? Lương. Lương hả? Lương của anh nuôi hả? Ăn ngon nó cà tách vậy hả? Vậy là nuôi lương riết là bị lặm theo lương luôn rồi. Ngọt quá, nó ngọt từ. Nó ngọt hết luôn. Ngọt từ trên đây xuống dưới đó thì ngốc luôn á. Nó ngọt thấy hết người luôn rồi. Cái bánh này ngọt, cái béo rồi. Mình ăn một miếng này nữa thôi cả giờ. Anh đang. Em ăn vậy là nhiều hơn, em ăn cái bánh thập cẩm luôn hả? Bánh thập cẩm em ăn có 1/4 bánh nào. Dành gói lại đi để dành được không? Ăn không nổi nữa thì để lại. Thiệt là cái bánh trung thu dẻo này ăn rất là dễ ngán cả nhà ơi. Tại vì quá ngọt, không gì. Ý là mình đã làm cái nhân, cái số nhân và cái số vỏ là bằng nhau, mỗi cái 100g ở nhà mình làm cái bánh này là bánh 200g. Là 100g nhân và 100g vỏ. Vậy mà còn ngán. Ăn cái này giống cái bánh in, nó tự tưởng cái bánh in. Giống bánh in nè, nãy giờ cuốn, nãy giờ em cuốn, hồi nãy mà em cuốn, em nghiệm, anh nhìn em á, là em nghe là em cũng đang suy nghĩ á. Đúng rồi, bánh in. Phải không? Ừ. Ăn nãy giờ khát nước, uống nước mấy lần rồi sao thấy okay. Cảm giác này nó quen lắm. À mà bánh in khô không? Đúng rồi.
nó khô hơn cái này nữa. Cái bột ở ngoài là dạng như bột mì tinh mà dạng bột sống luôn á, nó khô queo à. Nó ăn nó cũng ngọt, y về mình uống cũng cầm cái gần cổ giống nhưng vậy mà nè. Mình bẻ ra là nó rớt 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 luôn, nó không có dẻo giống như vậy. À, cái bánh này ăn khá là ngon ngán luôn cả nhà ơi, không có như cái bánh trung thu thập cẩm nha. Mình nuốt mà mày, không biết gần cổ. Anh nói vậy anh dám ăn bánh này anh. Không mà nói thiệt, tại vì giống như anh không thích thì mọi người khác thì người ta thích thì sao. Nói chung là mình làm cũng thành công đó cả nhà, nhưng mà cái độ ngọt của nó thì chắc là đối với hai vợ chồng mình thì nó hơi ngọt quá, còn không biết những người khác ăn thì như thế nào. Nói chung là cả nhà hãy thử làm đi, cái món này là đơn giản nó rất, siêu rất là... siêu siêu đơn giản hơn là cái hộp cẩm nữa nha. Nhưng mình có cái khuôn mình ép lại là thành cái bánh thôi. Thôi hai vợ chồng mình ăn cũng hơi ngán nhiều rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của hai vợ chồng mình ngày hôm nay nha. Mong cả nhà ủng hộ kênh hai vợ chồng mình trong những video tới. Thế là hai vợ chồng mình đã kết thúc mùa trung thu sớm năm 2022 rồi nha cả nhà. Chúc cả nhà có một mùa trung thu bên gia đình thật là ấm áp và vui vẻ nha. Mong những ai yêu quý hai vợ chồng mình hãy cho hai vợ chồng mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ hai vợ chồng mình có động lực ra thật nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, hẹn gặp lại.